Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin tổng hợp buổi sáng. Và bây giờ là 8 giờ 30 giờ của Houston, tức là 6 giờ 30 giờ của California. Trước hết, cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, chúng ta vẫn sẽ đi vào phần tin tức trước rồi mới bước qua phần đọc comment và thảo luận sau. Đầu tiên hết là Do Thái đòi hỏi phía Liên Hợp Quốc phải tránh xa cái panel gọi là Gaza World trong việc cáo buộc họ là Liên Hợp Quốc là có hành động bài Do Thái. Tin từ Jerusalem cho biết Do Thái, tức là Israel, vào ngày Chủ nhật đã đòi hỏi một cái panel, tức là một cái hội đồng của Liên Hiệp Quốc điều tra về cái biến cố chiến tranh ngày 20 năm 2021 với người giám nhân dân quân Palestine phải được giải giới và lên án cái thành viên của trong cái quỹ ban này là có những cái hành động gọi là bài Do Thái. Trong một lá thư gửi cho ông Tổng Thư ký Antonio Guterres thì Thủ tướng của Do Thái là Yair Lapid đã lên tiếng phát biểu sau khi mà một thành viên trong Quỹ ban Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc ở trong đây có tên là Miloun Kotari trong cuộc phỏng vấn đã có cái ý gọi là bài Do Thái. Chúng tôi rất là cảm thấy bất mãn khi trên mạng xã hội đã thấy có một cái hành động được xem là họ nhận mình là tổ chức NGO và đã có rất nhiều tiền để mà tìm cách gọi là xóa bỏ chúng tôi. Đó là lời phát biểu của phía Do Thái. Trong khi đó thì ông Kotari trong ngày 25 tây tháng 7, ông ta cho rằng phía Do Thái đã bỏ rất nhiều tiền để vận động và có được cái gọi là cái tư thế ở trong Liên Hiệp Quốc và kể cả việc mà thành lập quốc gia Do Thái cách đây nhiều năm. Ông ta cho đã biết là có cuộc tẩy chay và trong cuộc điều tra và nói rằng phía của cái hội đồng này tạm thời đã bắt đầu điều tra về tất cả những cái cuộc chiến xảy ra 11 ngày ở bên dải Gaza, nơi mà nhóm dân quân Palestine đã bị tấn công bởi phía Do Thái, và phía Do Thái đã tìm cách gọi là loại trừ nhóm dân quân Hamas ra khỏi khu vực này. Phát ngôn viên của phía Liên Hiệp Quốc vẫn chưa cho biết lời phát biểu. Tuy nhiên thì trong đó phía Do Thái đã lên tiếng và yêu cầu giải tán ngay cái quỹ ban điều tra về cuộc chiến 11 ngày ở dải Gaza sau khi cáo buộc thành viên này đã có cái chủ trương và thành kiến với người Do Thái và có cái ý định bài Do Thái. Đó là bản tin đầu tiên liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, lực lượng NATO cho biết sẵn sàng xen vào cái câu chuyện của Kosovo nếu như mà cái hòa bình tại khu vực này bị thách thức. Lực lượng NATO ở tại Âu Châu cho biết là họ sẽ sẵn sàng đưa quân vào khu vực ở phía bắc của Kosovo, tức là nằm ở vùng đất của liên bang Nam Tư cũ, nếu như ổn định ở khu vực này bị thách thức. NATO trong một bản statement mà Chủ nhật đưa ra cho biết căng thẳng gia tăng ở khu vực phía bắc ở Kosovo, gọi là Kosovo for Pristina, đã được quan sát rất cẩn thận. Lực lượng KF, tức là lực lượng mà NATO dẫn đầu gìn giữ hòa bình tại khu vực ở Serbia, tại liên bang Nam Tư cũ, tức là lực lượng này vốn đã thành lập năm 1999 sau khi mà có một cái nghị quyết của Hội đồng Bảo an gọi là nghị quyết 1244 diễn ra để đối phó với tình trạng khủng hoảng nhân đạo tại đây. Và kể từ đó thì NATO đã đưa lực lượng gìn giữ hòa bình vào đây và căng thẳng một lần nữa đã gia tăng khi mà chính quyền mới cho biết là họ sẽ, những ai bước vào Kosovo với lại cái thẻ của người Serbia sẽ bị xóa bỏ và tạm thời sẽ cung cấp những giấy tờ tạm thời cho họ. Và ngày Chủ nhật thì nhóm thiểu số người Serb ở phía bắc của Kosovo, nơi được xem là có biên giới với lại Serbia ở trong vùng Balkan, đã bị ngăn chặn không thể băng ngang qua biên giới, và người Serbia đã biểu tình để chống lại cái quy tắc mới này của Kosovo. NATO cho biết lực lượng KFOR đã quan sát cẩn thận tình trạng này và sẵn sàng đưa quân đội của họ xen vào nếu như tình trạng ổn định dẫn đến một cái cuộc bất ổn và bị thách thức. Lực lượng KFOR đang quản trị khu vực này ở dưới mặt đất và chúng tôi đã có tiếp xúc với tất cả các phía để có thể tìm hiểu thêm. Tuy nhiên thì chúng tôi vẫn dành quyền là sẽ xen vào cái công việc ở đây nếu như tình trạng hòa bình ở đây bị thách thức nhiều. Đây được xem là một biến cố mới ở khu vực vùng Balkan, nơi mà đã từng có cuộc chiến của NATO với lại lực lượng người Serbia, quản trị nước Serbia. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới quốc tế ngày hôm nay, Iran cho biết là lực lượng tuần tra biên giới của họ đã đụng với lại những người lực lượng của Taliban tại Afghanistan.
lực lượng tuần tra biên giới của Iran đã có cuộc đụng độ với lực lượng Taliban tại biên giới của Afghanistan. Phía Iran cho biết, và đây được xem là một trong những cuộc đụng độ về biên giới giữa lúc mà phía Taliban đã chiếm được quyền lãnh đạo đúng một năm trước đây. Giới chức của Iran cho biết là người này có tên là Mehsam Barazender, được xem là người thống đốc đặc trách về cái khu vực ở cái phía đông của Iran, tức là cái dãy núi gọi là Himan ở sát biên giới của Afghanistan, cho biết là hiện nay họ đang mở cuộc điều tra, tuy nhiên không cho biết cái nguồn cái việc đụng độ này dẫn tới những thiệt hại như thế nào. Và phía Taliban cũng chưa lên tiếng cho biết là về cái biến cố này. Trong khi đó thì một viên chức của hãng thông tấn Tasnim cho biết là lực lượng cách mạng Hồi giáo Iran với cái lực lượng chia đơn vị của họ là tuần tra biên giới, nói rằng phía Taliban đã nổ súng vào một ngôi nhà ở phía đông của Iran, ở khu vực gọi là Sokalat và nằm ở giữa biên giới Afghanistan. Có tỉnh là Nimrum, tỉnh này một cái tỉnh nằm sát biên giới của Iran. Và bản báo cáo cho biết là lực lượng của Taliban đã tìm cách tấn công vào khu vực có cắm cờ của Taliban ở khu vực phía bắc của lãnh thổ Afghanistan sau khi mà có cuộc chạm súng, và họ nói rằng tình trạng hiện nay đã được bình tĩnh trở lại. Trong khi đó thì phía của Bộ Nội các của Iran cho biết là Taliban đã nổ súng trước và nhắm vào các lực lượng tuần tra biên giới của Iran, khiến họ phải bắn trả trở lại, và cuộc chạm súng này diễn ra tình trạng đã được kiểm soát. Tuy nhiên phía Iran vẫn không cho biết là sự thiệt hại của đôi bên như thế nào trong cuộc chạm súng này. Đây là một cuộc đụng độ rất hiếm hoi giữa phía Iran và phía của Afghanistan. Iran thì nằm ở phía Trung Đông, Afghanistan thì nằm ở Trung Á. Tuy nhiên vùng lãnh thổ của hai quốc gia này đều nằm và có cái sự giao tiếp về rộng lớn về cái đường biên giới. Và dường như là Iran nằm một nửa ở Trung Đông và một nửa ở Trung Á. Và Afghanistan thì đã nằm dưới quyền của Taliban kể từ ngày 15 tây tháng 8 năm ngoái, tức là sau khi mà Kabul sụp đổ thì họ đã chiếm quyền cai trị ở tại Afghanistan. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, nhà lập pháp của Iran cho biết là các cuộc đối thoại về nguyên tử có thể được tái lập lại trong một vài ngày nữa. Các cuộc đối thoại về vấn đề nguyên tử giữa Iran và các cường quốc trên thế giới có thể sẽ quay trở lại vài ngày nữa ở Viên, Áo Quốc, và theo tường trình của một nhà lập pháp của Iran. Và cái yếu tố tích cực này có thể sẽ giúp phá vỡ những bế tắc trong vài tháng qua. Tiềm năng của các cuộc đối thoại được xem là gián tiếp giữa Hoa Kỳ và Iran là do nỗ lực của các quốc gia trong Liên hiệp Âu Châu để dẫn tới cuộc đàm phán. Đó là một trong những ủy viên đặc trách về an ninh quốc gia của Iran có tên là Yaqoub Rezazadeh đã nói với lại một viên chức của Iran vào ngày hôm qua. Và trong đó thì là đặc sứ của Liên hiệp Âu Châu là ông Joseph Borrell trong ngày thứ Bảy cho biết đây là thời gian cần phải quyết định, và đã gửi một cái thông điệp khẩn cấp tới cho Liên hiệp quốc và kể cả những thanh sát viên của Liên hiệp quốc, những người mà đã từng gặp gỡ với Iran. Tuy nhiên phía Iran vẫn không cho phép những thanh sát viên này tiếp tục làm việc ở tại Iran trong vấn đề thanh sát nguyên tử. Trong khi đó, nhà ngoại giao của Âu Châu lên tiếng cảnh báo là cái thỏa thuận này sẽ không sống còn nếu như phía Iran và Hoa Kỳ không thể vượt qua những cái điểm khác biệt then chốt, và cuộc đối đầu giữa lệnh cấm vận của Hoa Kỳ trong nhắm vào cái lực lượng cách mạng Hồi giáo Iran. Trong một bản statement đưa ra vào ngày thứ Hai, một viên chức Iran về nguyên tử cho biết Iran đã có khả năng chế tạo một trái bom hạt nhân, tuy nhiên họ không cần thiết làm như vậy. Theo tường trình của một cái cơ quan truyền thông của Iran cho biết, Mohammad Islami là lãnh đạo của cái tổ chức về năng lượng hạt nhân của Iran cho biết chương trình nguyên tử của Iran đã có sẵn sàng đầy đủ chất uranium để chế tạo một trái bom nguyên tử, tuy nhiên họ không cần thiết phải làm điều này. Và trong đó thì phía của Do Thái lên tiếng cảnh báo rằng họ sẽ bằng mọi giá cản trở không để cho Iran có thể phát triển vũ khí nguyên tử. Đây được xem là một trong những biến cố mới liên quan tới cái hiệp ước nguyên tử giữa Iran và các cường quốc trên thế giới. Và liên quan tới vùng Bắc Mỹ ngày hôm nay thì Mexico cho biết họ đã trục xuất 126 di dân người Venezuela. Chính quyền Mexico cho biết họ đã cho trục xuất 126 di dân người Venezuela, những người đã không được phép bước chân vào lãnh thổ của họ. Cơ quan đặc trách về di trú của quốc gia này cho biết 117 người đàn ông và 9 phụ nữ đã không chứng minh được cái giấy tờ pháp lý của họ khi mà bước chân vào Mexico, theo tường trình của Sở Di trú Mexico. Và những di dân này đã được chuyển tới cái
trại tạm giam các di dân ở cái thành phố gọi là Tapachula gần ở biên giới của Mexico và Guatemala, và sẵn sàng lên máy bay để trục xuất họ trở về lại Venezuela vào tuần này. Và phía của cơ quan di trú của phía Mexico cho biết là trong năm nay họ đã bắt giữ khoảng 343 di dân người Venezuela. Có khoảng 6 triệu người Venezuela đã bắt đầu rời khỏi quốc gia của họ kể từ khi mà nền kinh tế và bị sụp đổ và vấn đề bất an ở trong quê hương của họ trong những năm gần đây, theo tường trình của Liên Hợp Quốc. Và có rất nhiều người đã tìm cách tái định cư tại các quốc gia ở vùng Nam Mỹ. Tuy nhiên, có một số người thì lại di chuyển lên hướng Bắc Mỹ để tìm cách xâm nhập vào lãnh thổ của Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của vùng Bắc Mỹ ngày hôm nay. Và liên quan tới cái chuyến đi của bà Nancy Pelosi tới Á Châu, bà ta đã gặp gỡ các lãnh đạo của Singapore trong cái chuyến công du Á Châu của bà ta. Bản tin từ Kuala Lumpur cho biết là bà Chủ tịch Hạ viện của Hoa Kỳ Nancy Pelosi đã có các cuộc nói chuyện với các viên chức của Singapore vào ngày thứ hai, là trong cái chuyến mở đầu chuyến công du Á Châu của bà. Trong đó có rất nhiều câu hỏi về việc bà có viếng thăm Đài Loan hay không giữa lúc có căng thẳng với Bắc Kinh. Bà Pelosi đã gặp Thủ tướng Lý Hiển Long của Singapore và kể cả Tổng thống của quốc gia này là Halimah Yacob cùng với lại các thành viên trong nội các, theo Bộ Ngoại giao cho biết. Ông Lee đã đón chào và lên tiếng hoan nghênh cái lời cam kết của Hoa Kỳ là sẽ tiếp cận ở khu vực. Đồng thời, đôi bên thảo luận về mối quan hệ kinh tế sâu đậm với cái sáng kiến gọi là Economic Framework, tức là cái IPEF, tức là Indo-Pacific Economic Framework, một cái sáng kiến của ông Joe Biden đưa ra nhằm thành lập một lực lượng đối trọng kinh tế đối với lại phía của Trung Quốc. Ông Lý Hiển Long và bà Pelosi đã thảo luận về cuộc chiến tại Ukraine, căng thẳng xung quanh vấn đề của Đài Loan và của Trung Quốc, cũng như vấn đề khí hậu toàn cầu. Trong đó, ông Lý Hiển Long đã nhấn mạnh tầm quan trọng ổn định trong mối quan hệ của Hoa Kỳ và của Trung Quốc là sẽ gìn giữ được cái hòa bình và an ninh ở khu vực. Đồng thời nói thêm rằng là bà chưa biết được là bà có thể viếng thăm Đài Loan hay không. Tuy nhiên, trong bản statement vào cuối tuần, thì bà Pelosi cho biết bà sẽ viếng thăm Singapore, Malaysia, Nam Hàn và Nhật Bản để thảo luận về vấn đề mậu dịch, đối phố với đại dịch COVID-19, climate change, tức là vấn đề khí hậu toàn cầu, với vấn đề an ninh và kể cả làm việc với các chính quyền có xã hội dân chủ. Bà vẫn chưa xác nhận về việc mà viếng thăm Đài Loan hay không. Tuy nhiên, trong cuộc gặp gỡ với ông Lý Hiển Long thì bà Pelosi cho biết là bà sẽ có mặt ở tại Malaysia vào ngày thứ ba, theo tường trình của giới chức nghị viên cho biết, và vẫn chưa cho biết được là bà ta sẽ gặp gỡ với những ai. Tuy nhiên, phía của bà Pelosi cho biết là bà ta sẽ gặp gỡ với chủ tịch của Hạ viện của Malaysia vào ngày thứ ba, Anza Antizan Harun, và vẫn chưa có chi tiết cho biết. Ngày thứ năm thì bà ta sẽ gặp gỡ với lại chủ tịch của Hạ viện của Nam Hàn là Kim Ji-pyo ở tại Seoul và nói về vấn đề an ninh và chiến lược Indo-Pacific, hợp tác về kinh tế, vấn đề khủng hoảng khí hậu cũng như là tất cả những vấn đề khác văn phòng của ông Kim đã đưa ra trong bản statement. Và trong đó thì đã không có thêm chi tiết nào sau khi bà tới Đài Loan, bà tới Nam Hàn. Bà Pelosi dự tính là sẽ tiếp tục ở khu vực Á Châu. Tuy nhiên thì không có hai chi tiết ở trong cái chuyến đi của bà. Thứ nhất là cái ngày thứ tư bà nằm ở đâu, và cuối cùng là khi nào thì bà ta sẽ có mặt tại Nhật Bản. Đây được xem là những thông tin đi từ phía của phái đoàn của bà Pelosi. Trong khi đó, được xem là bản tin hàng đầu trong cái channel của Trần Nhật Phong ngày hôm nay là Trung Quốc đã lên tiếng cảnh cáo sẽ có hành động quân sự nếu như bà Pelosi viếng thăm đảo quốc Đài Loan. Bản tin mới nhất cho biết là việc mà bà Pelosi đã có chuyến đi tới Á Châu và khởi động chuyến đi vào ngày hôm qua Chủ nhật và thứ hai đã dẫn tới một cái sự đe dọa khá mạnh mẽ từ phía Trung Quốc. Phía hãng thông tấn Reuters đã tường trình lời phát biểu của Zhao Lijian, là phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cho biết là sẽ đây là một cái hành động xen xe vào thô bạo ở chuyện nội bộ của Trung Quốc. Và nếu như bà Pelosi ghé ngang Đài Loan, ông ta cảnh báo là kết quả sẽ rất là phát triển rất là nghiêm trọng. Và ông ta nói với lại phía Hoa Kỳ là đừng có gọi là có hành động chơi với lửa. Trong khi đó thì lực lượng PLA sẽ không bỏ mặc cái việc mà bà Pelosi đáp xuống đảo quốc Đài Loan, và Trung Quốc sẽ có những hành động mạnh mẽ để bảo vệ chủ quyền và lãnh thổ quốc gia. Đây là lời phát biểu của Zhao Lijian một lần nữa lặp lại sau khi mà vẫn chưa biết là bà Pelosi có mặt ở tại đảo quốc Đài Loan hay không.
Cho tới giờ phút này thì bên nhóm phái đoàn của bà Pelosi vẫn chưa lên tiếng cho biết bất kỳ một chi tiết nào. Trong khi đó thì tờ báo Global Times, một tờ báo lá cải của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã nghi ngờ là bà Nancy Pelosi có thể đáp khẩn cấp bà xuống Đài Loan với danh nghĩa là sẽ để tiếp nhiên liệu để có thể đáp xuống phi trường của Đài Loan. Đây là dự đoán từ phía của tờ Hoàn Cầu Thời Báo, mà nhân vật có tên là Hu Xijin đã lên tiếng và nói rằng sẽ sẵn sàng bắn rơi chiếc máy bay của bà nếu chiếc máy bay của bà đáp xuống Đài Loan. Và nhân vật này đã bị Twitter khóa tài khoản sau khi có lời đe dọa tới bà chủ tịch của Hạ viện Hoa Kỳ. Đài Loan là một cái vùng lãnh thổ có gần 24 triệu dân đang đối diện với mỗi một ngày một căng bởi sự xâm lăng của Tập Cận Bình. Trong khi đó thì các viên chức Hoa Kỳ cho biết rằng là họ mong muốn bà Pelosi sẽ viếng thăm Đài Loan. Tuy nhiên, việc viếng thăm này có thể sẽ là một cuộc đụng độ lớn giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới bà Pelosi. Tuy nhiên, thì cũng liên quan tới bà Pelosi, bản báo cáo của đài truyền hình cánh tả CNN lại có bản tin khác, và dựa trên những nguồn tin giấu tên của họ khẳng định là bà Nancy Pelosi sẽ viếng thăm đảo quốc Đài Loan, bất kể lời cảnh báo của Cộng sản Trung Quốc. Chủ tịch Hạ viện của Hoa Kỳ sẽ viếng thăm Đài Loan bất kể sự đe dọa từ Trung Quốc. Đó là bản báo cáo của đài cánh tả CNN. Đài này cho biết vào ngày thứ hai là có hai nguồn tin được xem là giấu tên. Một viên chức cao cấp của cái văn phòng của Đài Loan và Hoa Kỳ nói rằng bà Pelosi sẽ ghé ngang qua Đài Loan cùng với phái đoàn của bà, mặc dù chính quyền của Joe Biden đã có cái lời khuyến cáo là không nên. Viên chức từ Đài Loan cho biết cho đài truyền hình CNN biết bà Pelosi dự tính là sẽ có một cái chuyện gọi là bà sẽ nghỉ qua đêm ở Đài Loan. Hiện vẫn chưa biết là khi nào bà đáp xuống đảo quốc Đài Loan. Viên chức này nói với đài truyền hình CNN và rằng Bộ Quốc phòng đang làm việc để quan sát các biến chuyển của Trung Quốc ở khu vực, đặc biệt là cái dự tính về an ninh để giữ cho bà chủ tịch Hạ viện được an toàn. Tòa Bạch Ốc trong đó thì lại không nhắc nhở gì tới lời phát biểu sau khi mà CNN vào ngày hôm nay đã lên tiếng và nói rằng bà Nancy Pelosi sẽ ghé vào Đài Loan. Và trong đó thì họ cho biết là trong bản tin thì người ta vẫn chưa biết rõ cái lịch trình của bà ngày thứ tư và ngày nào thì bà ta sẽ viếng thăm Nhật Bản, bởi vì trong lịch trình thì bà từ ở Malaysia sẽ bay lên Nam Hàn, tức là sau ngày mai thứ ba là bà gặp gỡ với tất cả các viên chức trong nghị viện của Malaysia, thì bà sẽ trên hành trình bay về phía đông bắc của Á Châu. Thì khúc này người ta nghi ngờ rằng là ngày thứ tư bà sẽ viếng vào Đài Loan, bởi vì ngày thứ năm bà có mặt ở Nam Hàn và có thể là cuối tuần bà sẽ gặp gỡ với lại viên chức Nhật Bản, bởi vì Nhật Bản là điểm cuối cùng mà bà tới. Do đó thì người ta vẫn đang question, tức là đang đặt câu hỏi về ngày thứ tư bà sẽ ở chỗ nào. Trong khi đó tờ đài CNN thì đưa tin là tối thứ ba bà Nancy Pelosi sẽ bay tới Đài Loan và ngủ đêm tại Đài Loan ngày thứ ba, và rạng sáng ngày thứ tư có thể bà sẽ gặp gỡ một số viên chức của Đài Loan, và sau đó trên lịch trình ngày thứ năm bà có mặt tại Seoul của Nam Hàn trước khi bà ghé qua Nhật Bản, là cái chặng chót trong chuyến đi của bà Nancy Pelosi. Đây được xem là một trong những cái nghi ngại của bà. Đài CNN đã đưa ra lời khẳng định này dựa trên hai nguồn tin, một giới chức của Đài Loan và một giới chức của Hoa Kỳ trong văn phòng đại diện của Hoa Kỳ ở tại Đài Loan, cũng như ngược lại, để khẳng định rằng bà chắc chắn sẽ viếng thăm đảo quốc Đài Loan. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của bà Pelosi ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày hôm nay, Hoa Kỳ đang duyệt xét việc dập tắt tất cả những cái chip điện tử sản xuất từ Trung Quốc. Tin từ Washington cho biết là phía Hoa Kỳ đang duyệt xét việc giới hạn các cái chuyến chở các cái chip điện tử của Hoa Kỳ và các cái memory của Hoa Kỳ do Trung Quốc sản xuất ở khu vực ở sông Dương Tử có tên là Yangtze Memory Technology, và không cho phép những cái loại chip điện tử này có thể được đưa vào trong thị trường của Hoa Kỳ. Nếu chính quyền tổng thống Joe Biden thực hiện cái biến chuyển này, đây có thể sẽ gây tổn thương cho cái kỹ nghệ chip của Nam Hàn là công ty Samsung Electronics, bởi vì công ty này đã sử dụng các cái công xưởng sản xuất chip của họ và thẻ nhớ memory ở hai công ty lớn họ ở tại Trung Quốc. Trong khi đó thì công ty SK Hynix đã mua cái flagship mà của công ty Intel trước đây gọi là NAND có công xưởng sản xuất tại Trung Quốc. Và việc dập tắt này, tức là việc ngăn chặn này, nếu được chấp thuận thì có nghĩa là sẽ ngăn cấm tất cả những cái chip điện tử giá rẻ và thiếu phẩm chất từ Trung Quốc nhập cảng vào thị trường Hoa Kỳ.
Đây được xem là một trong những cái chính sách cứng rắn nhất của Hoa Kỳ nhắm vào các cái sản phẩm của Trung Quốc, đặc biệt là các cái thẻ nhớ, tức là các cái memory chip, và trong đó là không có những cái thẻ nhớ được sử dụng trong giới quân sự. Và trong đó Hoa Kỳ đang dự tính là sẽ gia tăng thêm tất cả những cái quan điểm về an ninh quốc gia, theo tường trình của một số những nhà kiểm soát về xuất cảng cho biết. Biến chuyển này có thể sẽ bảo vệ cho cái kỹ nghệ chip được sản xuất tại Hoa Kỳ, đặc biệt là các công ty gồm có Western Digital Corporation và Micron Technology, là hai công ty đang làm việc để sản xuất các cái loại chip điện tử mà không có liên quan tới quân sự. Loại chip này được xem là có một cái dữ liệu được lưu trữ trong tất cả những cái smartphone và kể cả những cái hệ thống computer cá nhân, và là cái trung tâm lưu trữ dữ liệu tương tự như là Amazon, Facebook và Google. Là trong đó những chip điện tử này có cái lượng gigabyte rất cao để có thể giúp cho những cái laptop có thể lưu trữ được rất nhiều những cái dữ liệu ở trong máy computer. Và với cái hành động đang được duyệt xét này thì phía Hoa Kỳ có thể ban lệnh cấm tất cả những cái công cụ xuất cảng qua Trung Quốc để Trung Quốc có thể sử dụng cái loại chip này, có thể dùng tới lên tới 128 layer, tức là họ sẽ cản tất cả những cái phương pháp và những cái nhu liệu giúp cho Trung Quốc có thể thiết kế các cái loại chip này và xuất cản ngược vào thị trường của Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Quốc và Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Trung Quốc ngày hôm nay, Bắc Kinh đang tìm mua một cái bến cảng nằm dưới mặt nước, vốn đã có từ thời đại nhị thế chiến. Sau khi mà họ đã đạt được thỏa thuận với lại quần đảo Solomon, một công ty do nhà nước Cộng sản Trung Quốc làm chủ hiện đang bị điều tra. Họ đang mua một cái bến cảng nằm dưới mặt nước ở dưới thời đệ nhị thế chiến, ở tại quần đảo Solomon, theo tường trình được tường trình bởi một cơ quan truyền thông của Úc gọi là ABC, tức là Australian Broadcasting Corporation. Công ty này có tên là China Forestry Group Corporation, nằm dưới sự chỉ đạo trực tiếp và kiểm soát của Bắc Kinh, đang tìm cách thu mua các mục tiêu, bao gồm là họ sẽ thu mua một cái bến cảng nằm ở dưới mặt nước ở quần đảo Solomon, vốn là một bến cảng quan trọng trong cuộc chiến giữa khối đồng minh và Nhật Bản trong đệ nhị thế chiến. Và việc này là có khoảng bao gồm luôn một 14.000 hecta cái khu rừng mà họ sẽ mua, 24.000 hecta khu rừng đã được bảo trợ và được bảo trì, và trong đó kể cả một cái bến cảng nằm deep ở water, tức là nằm dưới mặt nước, một cái căn cứ cũ về thủy quân lục chiến, và kể cả có một cái đường phi đạo, và kể cả có một cái phi đạo dài ở khu vực này. Đây được xem là một trong những nỗ lực mới nhất của Trung Quốc để mà gây ảnh hưởng ở khu vực phía Nam Thái Bình Dương. Việc này dẫn tới việc mà Hoa Kỳ đã thúc đẩy các đồng minh gồm có New Zealand và Úc là phải tăng cường cái hoạt động của họ tiếp cận các quốc gia Nam Thái Bình Dương nhằm ngăn chặn Bắc Kinh đang có dự tính là sẽ phát triển tất cả những cái mạng lưới quân sự của họ ở tại khu vực Nam Thái Bình Dương. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Quốc và Á Châu ngày hôm nay. Cũng liên quan tới Trung Quốc ngày hôm nay, cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ đã lên tiếng khẳng định Bắc Kinh đã không còn tôn trọng đất nước Hoa Kỳ dưới thời của ông Joe Biden. Trong lúc mà bà Nancy Pelosi đang dẫn đầu một phái đoàn tới Á Châu và có khả năng bà sẽ viếng thăm đảo quốc Đài Loan, thì ông cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo cho biết là phái đoàn này cần phải có mặt ở tại Đài Loan. Mặc dù không có tin tức chính thức, tuy nhiên ông nói rằng rõ ràng những lời lẽ của phía Trung Quốc đưa ra và đe dọa gay gắt tới phái đoàn của bà Pelosi cho thấy rằng Bắc Kinh đã không còn cái sự tôn trọng với Hoa Kỳ dưới chính quyền của Joe Biden. 4 năm mà chúng tôi thực hiện và chúng tôi quản trị cái đất nước, không hề có chuyện này xảy ra. Chúng tôi vẫn có những viên chức bay tới Đài Loan và chúng tôi đã có những cái cuộc di chuyển ở ngang eo biển Đài Loan trong vòng 4 năm qua và rất nhiều lần, và Trung Quốc đã không có một cái hành động nào được xem là đe dọa trực tiếp tới các viên chức của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, dưới thời của Joe Biden thì Trung Quốc lại đe dọa bắn rơi cả máy bay của Hoa Kỳ, một điều mà tôi cho rằng là họ thiếu tôn trọng. Trung Quốc chưa bao giờ đe dọa bắn rơi nhất máy bay của chúng tôi và của chúng ta khi mà chúng tôi còn nắm quyền ở trong cái guồng máy của chính hành pháp của Hoa Kỳ, và điều này cho thấy Trung Quốc đã không còn một cái sự gọi là tôn trọng đối với Hoa Kỳ dưới chính quyền của Joe Biden, và đây là một điều tổn thương cho cái uy thế của Hoa Kỳ trên cộng đồng quốc tế. Ông Pompeo đã là quy trách nhiệm nặng nề cho ông Joe Biden trước những đe dọa của Trung Quốc.
Tôi không đồng ý là chủ tịch Hạ viện luôn luôn thừa, bà ta vẫn nói rõ ràng, bà ta vẫn muốn viếng thăm, và bà ta bằng cái cá nhân của bà ta và kể cả trong vị trí của chủ tịch Hạ viện viếng thăm đảo quốc Đài Loan, một vùng đất độc lập có chủ quyền. Bây giờ chính quyền Joe Biden thì lại cho rằng hành động này là một hành động không được đón chào cho lắm. Và đối với việc mà người dân Hoa Kỳ đang đối diện với một cái chính sách tuyên truyền bức hiếp của Trung Quốc, sau đó thì ông Joe Biden lại có cú điện thoại với lại Tập Cận Bình. Điều này đã gửi một thông điệp tới tất cả những bạn bè của chúng ta ở tại khu vực Á Châu, bao gồm cả Úc, Nam Hàn và Nhật Bản. Hầu hết những quốc gia này đều là đối tác đồng minh của Hoa Kỳ, và họ tỏ ra rất là bất mãn và thất vọng trước cú điện thoại của ông Joe Biden và của Tập Cận Bình, cho thấy chính quyền Joe Biden đã suy yếu và đã không giữ được cái tư thế của Hoa Kỳ đối với các đồng minh. Đó là lời chỉ trích mạnh mẽ của cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo trong chuyến đi của bà Nancy Pelosi tới Đài Loan hay không. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và Trung Quốc. Và công ty TSMC, một trong hai công ty của Đài Loan sản xuất chip điện tử và chất semiconductor trên toàn cầu, vốn đã được Hoa Kỳ xác nhận là một công ty có khả năng cung cấp các cái thiết bị quốc phòng cho Hoa Kỳ, đã lên tiếng tuyên bố là họ sẽ ngưng tất cả các công xưởng sản xuất tại Trung Quốc chỉ 1 giờ đồng hồ hoặc 1 phút đồng hồ nếu như Trung Quốc mở cuộc tấn công vào đảo quốc Đài Loan. Công ty Taiwan Semiconductor Manufacturing Copper Company, gọi tắt là TSMC, với người chủ tịch hội đồng quản trị là Mark Liu, đã lên tiếng cảnh cáo là nền kinh tế của cả phía Đài Loan lẫn phía Trung Quốc sẽ lâm vào một cái cơn khủng hoảng nếu Trung Quốc tấn công đảo quốc Đài Loan. Trong cuộc phỏng vấn với đài cánh tả CNN, ông này đã lên tiếng một số những cái điều quan trọng là nếu như Trung Quốc tấn công Đài Loan, ông Liu đã trả lời một cách khẳng định là nếu như Trung Quốc tấn công Đài Loan thì sẽ không có một giây nào mà cái công xưởng ở tại của TSMC tại Trung Quốc sẽ hoạt động, nó sẽ được đình chỉ hoàn toàn và không ai có thể là dùng thế lực để mà cưỡng bức công ty TSMC. Ông Liu đã trả lời như trên khi được hỏi là công ty của ông sẽ có cái thái độ như thế nào khi mà Trung Quốc tấn công Đài Loan, trong khi công ty của ông lại có công xưởng, ít nhất là 2 công xưởng tại Trung Quốc. Thì ông Liu lên tiếng trả lời chỉ cần 1 phút tấn công thì tất cả các hoạt động của TSMC tại Trung Quốc đều sẽ được đình chỉ, và hiện nay thì headquarter và kể cả cái phòng nghiên cứu về chip điện tử của công ty TSMC đã chính thức dời qua Hoa Kỳ ở tại tiểu bang Arizona. Và điều này cho thấy Đài Loan đang có những cái biện pháp cần thiết và làm việc với các công ty tư nhân để tránh trường hợp mà Bắc Kinh có thể xâm chiếm vào tất cả những cái công xưởng của TSMC, công ty sản xuất chất semiconductor lớn nhất trên toàn cầu, và cho thấy là Bắc Kinh đang có tham vọng này. Và TSMC đã đáp ứng cái yêu cầu của chính quyền Joe Biden là chuyển những cái khâu quan trọng sản xuất chip điện tử qua Hoa Kỳ để bảo đảm sự an toàn và không bị đánh cướp bởi Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Quốc và của Đài Loan và của Á Châu ngày hôm nay. Trong khi đó thì ông Marcos, tức là tân tổng thống của Philippines, đã cho biết là Philippines sẽ tham gia vào cái cuộc điều tra của ICC và ông ta sẽ không chấp nhận cuộc điều tra này. Ông Ferdinand Marcos Jr. trước đây vốn là cảnh sát trưởng của Manila, người chịu trách nhiệm trong cái cuộc gọi là chống ma túy của thời ông tổng thống Duterte trước khi ông trở thành thượng nghị sĩ. Và hành động mà chống ma túy này của ông đã gây cái chết của hàng ngàn thường dân vô tội Philippines, dẫn tới việc khi ông trở thành thượng nghị sĩ thì Hoa Kỳ đã ban lệnh cấm vận đối với ông bởi vì những hành động được xem là vô nhân đạo và vi phạm nhân quyền của ông trong cái cuộc chiến chống ma túy tại Manila. Và giờ đây khi trở thành tân tổng thống của Philippines, ông tuyên bố là sẽ rút Philippines ra khỏi tòa án quốc tế ICC trong lúc mà phía cao công tố viên đang dự tính điều tra về cái hành động gọi là đẫm máu trong cuộc chiến chống ma túy. Ông Ferdinand Marcos Jr. ngày thứ hai cho biết là ông sẽ bác bỏ việc mà Philippines quay trở lại gia nhập vào tòa án quốc tế, tức là International Criminal Court, gọi tắt là ICC. Trong cuộc phỏng vấn mới nhất thì Philippines vốn đã rút ra khỏi ICC từ năm 2019 khi mà ông Duterte bị cáo buộc là người chịu trách nhiệm cho việc hàng ngàn người dân vô tội đã bị chết trong cuộc chiến chống ma túy của ông ta, và Philippines không có hứng thú gia nhập vào ICC.
ông Marcos đã lên tiếng phát biểu với các thông tấn viên khi mà ông gặp gỡ với toán pháp lý làm việc về cuộc điều tra của ICC trong vấn đề điều tra về những vi phạm nhân quyền dưới thời của ông cựu tổng thống Duterte. Tòa án này được đặt tại La Hague và đã bị ngưng lại cuộc điều tra từ tháng 11 theo sự yêu cầu của phía Philippines. Và hiện nay thì vẫn chưa biết rõ tòa án này sẽ tiếp tục mở cuộc điều tra hay không. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Philippines ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Và bây giờ, như thường lệ, chúng ta sẽ bước qua cái phần đọc comment và thảo luận. Và trước khi bước qua đọc comment và thảo luận thì cho phép Phong được nhắc với quý vị là chúng ta sẽ có một cái chương trình kịch ở trên channel của Phượng Mai Official. Đã có cái chương trình hòa tấu cà phê buổi sáng của nhạc sĩ Trần Chí Phúc rất là hay, thì quý vị qua bên channel Phượng Mai xem. Và trong đó thì vở kịch của Phong, Trương Quốc Huy và Trang Thanh Lan đã có ở trên channel của Phượng Mai. Quý vị vào Phượng Mai Official ở đây và bấm vào thì quý vị sẽ thấy là hai kịch Lê Thị Mỹ Miều, Trang Thanh Lan ở đây thì tôi mở lên cho quý vị xem với cái tựa hai kịch Lê Thị Mỹ Miều làm bao bạch diện xử Trương Quốc Huy, Trần Nhật Phong vụ án ngu như bò. Quý vị nào muốn xem để nhẹ nhàng hơn thì quý vị có thể qua channel của Phượng Mai xem cái vở hài kịch này do tôi, Trương Quốc Huy và Trang Thanh Lan đóng. Bên cạnh đó vẫn là tiếng đàn guitar nhẹ nhàng của nhạc sĩ Trần Chí Phúc. Mong là quý vị sẽ qua đó xem, hỗ trợ tinh thần mạnh mẽ cho các anh chị em nghệ sĩ có thêm những sản phẩm, tác phẩm hỗ trợ cho anh chị em nghệ sĩ. Và nhớ là vào trong đó ghi danh để cái channel Phượng Mai khi có những cái sản phẩm mới họ sẽ báo cho quý vị biết. Đó là một trong những cái thông cáo của Phong. Và bây giờ thì chúng ta bước qua cái phần đọc comment như thường lệ nha. Rồi bước qua tất cả những cái lời chào hỏi của quý vị. Ok, vừa thấy clip bên Phượng Mai Official coi lại tới anh Phong trực tiếp lại luôn. Ok, cảm ơn các bạn, hy vọng các bạn qua đó coi để kiếm cái gọi là coi để thưởng thức cái chương trình nhẹ nhàng, giải trí và đồng thời phản ánh một phần nào cái chế độ bế tắc trong nước nha. Bên cạnh đó thì bản tin sáng ngày hôm nay đài cánh tả CNN loan báo là tối ngày mai thứ ba bà Pelosi có thể đáp xuống Đài Loan, trong khi Hoàn Cầu Thời Báo, tờ báo lá cải của Trung Quốc thì lại đưa tin nói rằng có thể bà Nancy Pelosi dùng lý do tiếp nhiên liệu để đáp khẩn xuống đảo quốc Đài Loan. Thì quý vị, hai bản tin này nó đi ngược lại với bản tin ngày hôm qua, bà không nhắc tới Đài Loan và cũng phía Đài Loan cũng không nhận được thông báo gì hết. Thì ngày hôm nay lại có tin này thì chưa biết được, bây giờ chúng ta phải chờ xem tối ngày mai thứ ba cho tới sáng ngày thứ tư bà ở đâu. Tại vì trong lịch trình chỉ nói rằng là ngày mai, trưa ngày mai là ngày thứ ba bà gặp gỡ với lại chủ tịch hạ viện của Malaysia, và ngày thứ năm bà gặp gỡ chủ tịch hạ viện của Korea, tức là của Nam Hàn, ở tại Seoul. Vậy thì tối ngày thứ ba và sáng ngày thứ tư, nguyên một ngày thứ tư, bà ở chỗ nào? Trong khi đó chi tiết về cuộc chuyến viếng thăm tới Nhật Bản của bà cũng không được tiết lộ luôn. Nhưng mà chuyến công du này của bà sẽ kết thúc vào ngày thứ sáu, thứ bảy. Có nghĩa là chúng ta vẫn chưa thấy được cái quyết định và ngày thứ ba đó bà ở đâu. Trong khi đó thì đài CNN nói rằng bà sẽ ngủ qua đêm tại Đài Loan, tức là bà sẽ đáp xuống Đài Loan ngủ qua đêm, và ngày thứ tư rất có thể bà sẽ chính thức có mặt ở Đài Loan và gặp gỡ với các viên chức của Đài Loan trước khi mà ngày thứ năm bà có mặt ở tại Nam Hàn. Thì quý vị, chúng ta chờ xem cái chuyến đi này như thế nào, đầy kịch tính. Và hiện nay Trung Quốc đang có 7 cuộc tập trận diễn ra trên bờ biển của Trung Quốc. Đặc biệt là cuộc tập trận bắn đạn thật ngay tại Phúc Kiến đã bắt đầu chính thức từ hôm thứ Bảy vừa rồi. Tức là cách Đài Loan chỉ có 125 km thôi. Cuộc tập trận bắn đạn thật. Và cùng một lượt thì tất cả lực lượng quân sự của Hoa Kỳ đang tập trung vào khu vực eo biển Đài Loan. Từ Okinawa, từ Guam và từ Biển Đông đang ba hướng dồn về khu vực eo biển Đài Loan. Như vậy, chúng ta chờ xem ngày mai tối thứ ba coi tôi có bị thua độ hay không nha quý vị nha. Rồi tiếp tục. Ok, vì đón đường đi của bà hướng Nhật, bà lại đi Singapore trước, Trung Cộng bị hố nên đang tức ói máu. Đúng, tôi đã nói với quý vị ngày hôm qua rồi, mình không biết là bà bay tới từ Đông Bắc xuống Đông Nam hay từ Đông Nam lên Đông Bắc, chúng ta đều không biết. Nhưng mà cái hướng đi này khá an toàn, từ Đông Nam bay dần lên Đông Bắc.
thì càng lên tới khu vực Đông Bắc thì lực lượng Hoa Kỳ trú đóng ở đó càng nhiều. So với Đông Nam thì Trung Quốc dễ dàng hành động hơn, nhất là ở Biển Đông. Hoa Kỳ không có một cái căn cứ quân sự, chỉ có một cái căn cứ hải quân nhỏ nằm ở ở Indonesia là để bảo trì cho tàu bè thôi. Do đó bà chọn đi hướng Đông Nam, ở Đông Nam Á trước rồi đi ngược về hướng hướng Bắc trước khi bay về Hoa Kỳ. Thì tôi ngỏ cho rằng cái lộ trình này khá là cái lộ trình khá thông minh nha quý vị. Rồi tiếp tục, nếu anh Phong thua tôi sẽ lo hết cho anh Phong, miễn là độc lập cho Đài Loan, đừng lo. Cái việc đại khán giả ăn Hilton là chuyện bình thường, và nhớ rằng là nếu tối ngày mai thứ ba và nguyên một ngày thứ tư mà bà Pelosi có mặt tại Đài Loan thì coi như tôi chính thức bị thua nha. Còn bây giờ tất cả các tin tức đưa ra đều là những cái dự tin tin tức và dư luận thôi, nó chưa chính thức nha, bởi vì lịch trình của bà thì không có. Rồi tiếp tục, ok, chuyến này tập có thể mất ghế vì bị Mỹ chơi. Tôi cũng nghĩ như vậy, tại vì tôi không cho rằng là Trung Quốc có khả năng có biện pháp mạnh hơn. Mặc dù Lao Chia Li Xian, tức là phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao của Trung Quốc, đã lên tiếng và nói rằng là sẵn sàng dùng biện pháp quân sự nếu bà Pelosi đáp xuống Đài Loan. Nhưng mà tôi nghĩ cũng chỉ là ngôn ngữ thôi. Nếu lần này mà Tập Cận Bình manh nha có những cái hành động thì tôi nghĩ rằng nó sẽ khởi động cho cuộc xung đột quân sự nhanh hơn. Mà nếu khởi động thì có nghĩa là Tập Cận Bình có được cái lợi, ông ta sẽ thống nhất được cái quyền lực ở trong nước. Tất cả quân đội Trung Quốc sẽ đứng dưới cờ của Tổng Tư lệnh Quân đội. Nếu ông ta khởi động cuộc chiến thì coi như ông ta thống nhất được quyền lực ở trong nước. Thì cuộc chiến này tôi nghĩ là đối với Tập Cận Bình cần thiết. Tôi nghĩ là đối với Tập Cận Bình cần thiết, bởi vì ông ta vẫn còn bị lấn cấn, chưa dám dứt khoát ra tay một cách tàn độc với cái lực lượng gọi là chính trị đối lập trong nội bộ Đảng Cộng sản. Bởi vì ông ta sợ sự bất mãn của các đảng viên. Lần này nếu mà bà Pelosi đáp xuống Đài Loan, ông ta có đầy đủ cớ để mà tuyên chiến với Đài Loan để thống nhất quyền lực. Việc tuyên chiến với Đài Loan thì đương nhiên là Đảng Cộng sản Trung Quốc không thể nào sụp đổ trong một sớm một chiều. Nó sẽ là một cái cuộc chiến lâu dài. Nhưng bù lại, ông ta chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ lấy hết tất cả quyền lực. Nếu ông ta tuyên chiến với Đài Loan thì trong vòng 24 tiếng đồng hồ, trên nguyên tắc luật lệ của Trung Quốc thì Tập Cận Bình sẽ là Tổng Tư lệnh Quân đội. Nếu mà Trung Quốc có chiến tranh như vậy thì ông ta có thể thu tóm tất cả quyền lực trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Do đó quý vị, đây cũng là cơ hội của Tập Cận Bình chứ không phải không. Nhưng nếu Tập Cận Bình không tấn công thì tôi chắc chắn với quý vị, ông ta chưa thể nào, có thể ông ta sẽ bị loại trừ trong cái hội nghị Bắc Đế Hà sắp tới. Do đó lần này bà Pelosi đi đúng thời điểm, đúng ngay trong thời điểm, và tôi cho rằng là có chủ ý của bà ta. Tức là bà ta đi đúng thời điểm để mà buộc Tập Cận Bình phải có quyết định. Tại đây là cái lửa lên cao rồi quý vị. Chính ra bà Pelosi nhìn thấy, đáng lý bà ta là một người chống Trung Quốc. Và có vẻ như bà ta thấy cái chính sách của ông Joe Biden đối với Trung Quốc khá mềm dẻo và dậm chân tại chỗ. Cho nên bà muốn dùng chuyến đi này, bà kích thích Joe Biden phải cứng rắn. Tôi nghĩ tôi Joe Biden cũng đã hiểu được ý của bà Pelosi, cho nên ông ta đưa ra lời khuyên là không nên đi. Tại vì ông ta không control được bà. Bà là người đứng đầu của Hạ viện, ông là người đứng đầu của hành pháp, hai bên khác nhau. Do đó, lần này tôi nghĩ rằng bà Pelosi tới Đài Loan là muốn thách thức luôn cả quyền lực của Tập Cận Bình, và đồng thời là kích thích cái sự cứng rắn với Joe Biden nha. Rồi tiểu phẩm hài hay quá anh Phong ơi, hay không, coi vui không? Ok, nó đã có ở trên cái channel của Phượng Mai Official, quý vị nào muốn qua xem thì xem nha. Tôi dự đoán Trung Quốc sẽ không dám động binh nếu họ mạnh làm từ lâu. Vấn đề đúng, từ lâu nay Trung Quốc vẫn muốn duy trì cái hiện trạng. Và phía Đài Loan thì bà Thái Anh Văn bà tuyên bố độc lập, bà tuyên, do đó Trung Quốc đang bị lấn cấn tại vì họ có nhiều cái quan hệ về kinh tế với cả Hoa Kỳ lẫn Đài Loan. Do đó nó lừng khừng. Nhưng bây giờ thì nó đã đi vào một cái bước gọi là quyết định sinh tử rồi. Tại vì Trung Quốc trước sau gì họ cũng nhìn thấy họ sẽ bị Hoa Kỳ và khối Tây phương cô lập họ. Chính điều này đã dẫn tới cái tình trạng mà phía của Trung Quốc và Tập Cận Bình tỏ ra cứng rắn hơn. Do đó
Đây quý vị có thể nhìn hai mặt một đồng tiền. Về mặt ngoài mình nhìn vào thì Tập Cận Bình bị bà Loxi chơi một cú sát gián. Ông ta chưa muốn tấn công Đài Loan nhưng mà hành động này buộc ông ta phải có hành động. Thì ở ngoài chúng ta nhìn vào là như vậy, nhưng mà nếu nhìn từ trong ra có thể đây là cơ hội của Tập Cận Bình. Và ông ta cũng muốn như vậy. Ông ta muốn có một cái cớ chính đáng hơn để bắt đầu thực hiện cái cuộc xung đột vũ trang, mà trong đó ông ta có thể thâu tóm quyền lực nhanh nhất. Tại vì chỉ có chiến tranh mới giúp cho ông ta nắm quyền lực tuyệt đối một cách nhanh nhất thôi. Còn nếu không vẫn phải chờ sự thảo luận, bàn thảo trong cái hội nghị Bắc Đế Hà và các nhân vật trong bộ chính trị. Và chỉ có cái khởi động cuộc chiến ở bên ngoài thì ông ta mới dùng cái tư cách là chủ tịch nhà nước Cộng sản Trung Quốc và là tổng tư lệnh quân đội để thu tóm tất cả quyền lực quân đội vào trong tay của ông ta, là thu tóm tất cả quyền lực lại. Thì tôi nghĩ rằng là đây, nếu mà nhìn ở từ trong nước ra thì nó lại là cơ hội của Tập Cận Bình đó quý vị nha. Rồi tiếp tục, bà Pelosi sẽ ghé bốn nước đồng minh trước để nghe ý kiến phản ứng của đồng minh rồi mới ghé Đài Loan. Nó không có bay ngược. Bây giờ lộ trình này là hoàn toàn không có vụ bay ngược từ ở trên Đài Loan, ở trên Nam Hàn xuống xuống đảo quốc Đài Loan quý vị. Để tôi mở cái Google Map lên để cho quý vị thấy là chuyến đi lộ trình là không thể nào bay ngược được. Nếu quý vị là một người sắp đặt cho chuyến đi, quý vị cũng sắp làm sao, một là đi từ hướng Bắc tới hướng Nam, hai là đi từ hướng Nam tới Bắc, chứ không thể nào bay từ Bắc tới Nam rồi bay vô giữa. Ok, rồi bây giờ mở cái bản đồ lên cho quý vị xem này nha. Ok quý vị, ngày hôm nay thì bả đang có mặt ở Singapore. Quý vị thấy đây nè, bả đang gặp Lý Hiển Long ở Singapore. Ngày mai là bả sẽ có mặt ở Malaysia, ở Kuala Lumpur. Thì từ Singapore qua Kuala Lumpur rất là gần quý vị, ở đây khoảng cách này rất là gần nha quý vị, bay trong vòng chưa đầy nửa tiếng đồng hồ là tới rồi. Thì từ Kuala Lumpur này bả sẽ bay trực tiếp tới khu vực phía Bắc của Đông Bắc Á. Ok quý vị, và từ đây bà bay lên thì quý vị, Đài Loan nằm ở đây thì trên nguyên tắc ngày thứ năm bà có mặt ở Seoul, Nam Hàn. Ok, đây là báo cáo chính thức ngày thứ năm. Vậy thì ngày thứ tư bà ở đâu? Khi mà tối thứ ba chiều trưa ngày mai bà gặp các viên chức của Malaysia rồi, thì tối thứ ba bà sẽ ngủ ở đâu và ngày thứ tư bà ở đâu? Ngày thứ năm bà ở Nam Hàn, từ Nam Hàn bà mới đi qua Tokyo, Nhật Bản rồi mới bay trở về Mỹ. Thì quý vị thấy lộ trình đó, tới Seoul của Nam Hàn rồi tới Tokyo rồi mới bay về Mỹ, đã bay về San Francisco. Thì quý vị đây là cái lộ trình mình thấy hợp lý. Vậy thì ngày thứ tối, ngày thứ ba và ngày thứ tư nhiều khả năng là CNN cho rằng bà sẽ ghé và ngủ đêm tại Đài Loan. Ngày thứ tư bà ở Đài Loan, ngày thứ năm bà có mặt ở Nam Hàn, ngày thứ sáu bà gặp gỡ với viên chức Nhật Bản. Thì đó là cái lộ trình mà tôi nghĩ rằng đài CNN đã đưa ra. Thì chưa biết được, nhưng mà nhìn trên bản đồ thì không thể nào mà tự nhiên tới Nhật Bản rồi quay ngược trở lại Đài Loan là impossible. Cái đó không thật risky, mà không có một là lực lượng quân sự nào đồng ý cả. Nhất là lực lượng quân sự bảo vệ cho bà, họ không đồng ý. Tự nhiên tôi phải bảo vệ cho bà tới Nhật Bản, rồi bây giờ tôi phải đi ngược trở lại bảo vệ cho bà ở Đài Loan à. Do đó, ngày thứ tối ngày mai thứ ba và rạng sáng ngày thứ tư, chúng ta sẽ biết kết quả bà đang ở đâu. Bà tiếp tục ở Malaysia hay là bà sẽ bay tới Đài Loan nha. Rồi tiếp tục. Ok, nếu Serbia và Kosovo xung đột dẫn tới chiến tranh, có phải là kịch bản để phân tỏa lực lượng của Hoa Kỳ không anh Phong? No. NATO bên đó là đa số Âu Châu. Cuộc xung đột ở tại Liên bang Nam Tư cũ giữa người Serbia và người Albania ở tại Kosovo. Cuộc chiến này bùng nổ năm 1999. Lúc đó người Albania là dân tộc thiểu số. Bây giờ họ giành được cái quyền tự trị cho Kosovo. Thì bây giờ họ trở thành dân tộc đa số, còn người Serbia thì lại trở thành dân tộc thiểu số ở Kosovo. Thì bây giờ họ ra cái luật là giới hạn cái sự nhập cảnh của người Serbia. Nó có thể dẫn tới một cuộc xung đột lớn đó quý vị. Và cuộc xung đột lớn này thì lực lượng KFOR sẽ tiếp tục làm việc, thì Hoa Kỳ không cần thiết. Hoa Kỳ thì ở đó lực lượng KFOR là các quốc gia xung quanh rồi, không cần phải tới Hoa Kỳ nha. Theo CNN, Taiwanese Senior Office and US Office nói bà Pelosi sẽ ghé Đài Loan. Thì tôi đã nói quý vị, tin ngày hôm nay của CNN đưa ra là như vậy. Thì trên lịch trình họ, hãng thông tấn Bloomberg cho biết là ngày thứ năm, và đài CNBC cũng xác nhận ngày thứ năm bà có mặt tại Nam Hàn để gặp gỡ với chủ tịch Hạ viện của Nam Hàn. Vậy thì
Trưa ngày thứ ba, bà gặp gỡ chủ tịch Hạ viện của Malaysia, tức là ngày mai. Hôm nay bà ở Singapore. Vậy thì cái khoảng giữa tối ngày thứ ba và trọn ngày thứ tư, bà ở đâu? Tôi muốn biết bà ở đâu trong cái khoảng giữa này. Thì CNN đưa ra cũng hợp lý nha. Rồi, tên Hán Việt của Tây Hoàng Cầu Thời Báo là Hồ Tích Tiến. Ok, cảm ơn các bạn. Tôi quen đọc cái chữ Hồ Si Trinh rồi. Hôm nay nhờ người bạn là Jackie Trương Channel cho biết là cái tên này là tay này là cựu tổng biên tập của tờ Hoàng Cầu Thời Báo, Hồ Si Trinh, cái vị dịch là Hồ Tích Tiến. Ok, cảm ơn rất là nhiều. Bà có lại Đài Loan hay không thì cũng không sao, Đài Loan vẫn bình thường. No. Bà có ghé Đài Loan hay không? Đối với tôi thì nó chỉ là một thách thức đối với Trung Quốc. Nhưng mục tiêu toàn bộ chuyến đi này gồm 4 quốc gia Á Châu đều nhắm vào Trung Quốc. Đều nhắm thẳng vào Trung Quốc, ngoại trừ cái nghị trình mà gọi là climate change, tức là cái khí hậu toàn cầu ra. Các nghị trình còn lại từ kinh tế, mậu dịch, chip điện tử và an ninh khu vực đều nhắm thẳng vào Trung Quốc. Rõ ràng là chuyến đi này của bà là mục tiêu nhắm vào Trung Quốc. Do đó, ghé Đài Loan hay không ghé Đài Loan thì mục tiêu chuyến đi này Trung Quốc vẫn đối kỵ. Không riêng gì Đài Loan cả nha. Rồi tiếp tục. Qua Đài Loan có ghé qua Đài Nông không? Đồng Nai, ok rồi. Rồi tiếp tục. Bà sẽ tới Đài Loan xong rồi Joe Biden quỳ gối Tập Cận Bình. No. Lần này bà dùng chuyến đi này, tôi nghĩ rằng là bà kích thích cái chính sách cứng rắn của Joe Biden. Giữa lúc mà Joe Biden đang gặp bế tắc rất nhiều cái nghị trình ở tại Quốc hội. Thì quý vị, tôi đang chờ xem coi phía bà Pelosi sẽ kích thích như thế nào đối với chính quyền Joe Biden. Tại vì Anthony Blinken, Lloyd Austin và Biden đã quá nhu nhược về vấn đề quân sự. Trong khi đó, bà Raimondo hay là bà Janet Yellen thì tương đối là cứng rắn trong vấn đề kinh tế. Tức là trong nội các của Joe Biden cũng có sự xung khắc. Ở trong đó thì ông Anthony Blinken là một nhà ngoại giao, ông ta là ngoại trưởng, thì ông ta giữ cái thái độ trung dung thì chúng ta thông cảm được đi. Nhưng mà Lloyd Austin thì quá tệ hại. Lloyd Austin hoàn toàn không muốn đối đầu với Cộng sản Trung Quốc, rất là yếu kém về mặt quân sự. Ngược lại bà Raimondo, Gina Raimondo là Bộ trưởng Bộ Thương mại thì lại có một thái độ quyết liệt hơn. Bà Catherine Tai, tức là bà người đứng đầu bộ mậu dịch đó, bà gốc Đài Loan đó, thì bà bắt đầu cứng rắn hơn, bà không đồng ý tháo gỡ cái rào cản quan thuế. Ngược lại, Bộ trưởng Tài chánh là Janet Yellen thì lại có thái độ có vẻ hòa hoãn với Trung Quốc. Thì ngay trong nội các của Joe Biden cũng có sự phân hóa này. Quý vị, rốt cuộc hai người cứng rắn lại là hai người đàn bà Gina Raimondo, tức là Bộ trưởng Thương mại, và bà Catherine Tai là người đứng đầu bộ mậu dịch. Trong khi đó, những người bà Janet Yellen là người da trắng, ông Lloyd Austin là người da đen, thì lại có thái độ nhu nhược với lại Trung Quốc. Còn Anthony Blinken thì kiểu giống như là trung dung ở giữa. Thì quý vị, đây là cái nội các của Joe Biden, nó cũng có sự phân hóa này. Do đó, cái chuyến đi của bà Nancy Pelosi là muốn dùng cái thế chủ tịch Hạ viện để kích thích phía Bộ Quốc phòng và phía Bộ Ngoại giao cũng như Bộ Tài chánh là phải cứng rắn. Tôi nghĩ là như vậy. Và kích thích chính quyền của Joe Biden, tòa Bạch Ốc phải có những cái ngôn ngữ lẫn những cái hành động cụ thể cứng rắn hơn nha. Nghĩa về ngày hôm qua đó, Alibaba đã được bà Gina Raimondo, tức là Bộ trưởng Thương mại, đưa vào danh sách sẽ nằm trong các công ty bị loại ra khỏi thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ. Thì bà thấy, quý vị thấy là Gina Raimondo, Bộ trưởng Thương mại, vẫn tiếp tục cứng rắn. Trong khi đó, Janet Yellen thì lại thúc đẩy việc tháo bỏ cái rào cản quan thuế mà bà ta cho rằng sẽ giúp được cho việc chống lạm phát. Trong khi bà Catherine Tai bà nói rằng tôi không nhìn thấy là chúng ta có thể giảm được lạm phát nếu tháo gỡ cái rào cản quan thuế mà chính quyền trước đó, tức là chính quyền của Tổng thống Trump, đã áp dụng lên Trung Quốc 350 tỷ Mỹ kim. Thì quý vị, tôi nghĩ rằng chuyến đi này của bà Pelosi là để kích thích bên phía chính quyền của Joe Biden và nội các của ông ta là touch, tức là cứng rắn hơn với Trung Quốc nha.
Rồi, anh Phong ơi, anh thắng rồi. Bà Pelosi không dám gãy lời đoạn đầu. Chưa biết được, tôi đã nói rồi. Cái lịch trình của bà ngày thứ tối, ngày thứ ba và ngày thứ tư ở chỗ nào? Ngày thứ năm bà có mặt tại Nam Hàn. Và theo lộ trình chúng ta nhìn dưới bản đồ thì chúng ta thấy lộ trình đi từ dưới lên trên. Không thể nào mà tới Nhật Bản đi ngược lại hết. Trên lộ trình này là bà chơi cái kiểu này là rất là khá đó quý vị. Tôi cho rằng là đúng là con cáo già chính trị. Nếu khởi đầu mà bà đáp xuống Đài Loan trước thì gây một cái phản ứng rất mạnh và nó chồng chéo chuyến đi. Đúng chưa? Và nếu mà chọn Đài Loan là cái điểm sau cùng trước khi bay ngược trở về Mỹ thì cái lịch trình đó nó cũng gây khó khăn cho công việc an ninh. Và Trung Quốc nói cuối cùng thì bà chơi đánh lén, bà đợi trước khi bà bay về Mỹ, bà ghé ngang Đài Loan vài ba tiếng hồ, bà say hello rồi bà giọt. Thì quý vị, Trung Quốc sẽ có bài chỉ trích bà ta và lên án bà ta là chơi cái trò chicken. Cái giờ bà chọn ngay giữa chuyến đi, vừa hợp ý với lại cái lộ trình bảo vệ an ninh của bên Bộ Quốc phòng, lại vừa nằm giữa chuyến đi chứ không phải là cái là gọi là cái gì quý vị, là đợi đầu hay cuối. Thì tôi cho rằng là cái kỳ này nếu tối thứ ba rạng sáng ngày thứ tư mà bà có mặt tại Đài Loan, coi như bà chiến thắng. Bà chiến thắng, bà sẽ giành được ít nhất là cái sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế về mặt đối ngoại. Và về mặt đối nội, coi như bà đã đáp ứng được tất cả những cái áp lực của cả lưỡng đảng và các nhà chính trị Hoa Kỳ. Trong khi họ rất bực bội với chính sách của Joe Biden. Họ rất bực bội với cái chính sách của Joe Biden đối với Trung Quốc. Thì bây giờ cái chuyến đi này của bà giúp phần nào giải tỏa bớt và thúc đẩy Joe Biden cứng rắn hơn nha. Bà Pelosi không hèn đâu, bà ta không muốn cậu sủa om sòm nên vẫn giữ kín bí mật hành trình của bà cho tới khi bà rời khỏi Đài Loan. Có lẽ thì tôi nói quý vị, bà không nói, bà vẫn nói là security issues, tức là vấn đề an ninh. Và lịch trình chính thức, tức là officially thì bốn nước. Còn ghé qua thì không phải là chính thức, nhưng mà vẫn ghé nha. Rồi tiếp tục. Lần này bà Nancy không đến Đài Loan thì mất mặt Mỹ. Nếu bà đến, anh đã đến coi thử Trung Quốc làm được gì. Thật sự quý vị, mất mặt thì không mất, nhưng mất tư thế. Hoa Kỳ không sợ mất mặt đâu. Xưa nay Hoa Kỳ không sợ mất mặt. Nhưng cái tư thế lãnh đạo của Hoa Kỳ không thể bị mất đi. Cái tư thế lãnh đạo thế giới của Hoa Kỳ không thể bị mất đi. Do đó bà không thể đem sinh mạng của cái tư thế này bà hy sinh. Nên tôi nhiều phần tôi nghĩ rằng là kỳ này tôi thua. Tức là tôi phải đại khán giả tại Hilton ăn rồi. Ok. Rồi tiếp tục. Việc gì phải nói chuyện với Tập Cận Bình. Tập Cận Bình nhiều lần muốn gặp ông Trump. Ông Trump đâu thèm gặp. Thì đó. Đó là chính là Ngoại trưởng Hoa Kỳ. Ông Mike Pompeo nói. Ông nói không cần. Không cần thiết phải gặp Tập Cận Bình. Và đây chính là. Đây chính là cái động cơ khiến cho bà Pelosi phải đi Đài Loan đó. Là bởi vì cái chính sách nhu nhược của Joe Biden đã khiến cho nhiều người trong quốc hội và kể cả một số viên chức nội các cũng tỏ ra bất mãn. Ông ta không đủ cứng rắn với Trung Quốc. Chính chuyến đi này có thể sẽ thay đổi cục diện cho ông ta. Ông ta càng... Quý vị, ngày hôm qua đó là cái cuộc thăm dò ông rớt xuống dưới 38%. Cùng một thời kỳ này thì ông Trump được 42%. Tức là sau khi mà lên nhận chức hơn một năm đó, tính theo cái lộ trình đó, từ lúc nhận chức đó, thì ông Trump còn được 42%, Joe Biden rớt xuống 38%. Chỉ có George Bush thời điểm đó là cao nhất, là bởi vì sau trận khủng bố thì George Bush được sự ủng hộ lên tới 75%. Còn những người khác thì 50%, 52%, Bill Clinton hay là Obama là 57%. Trong khi đó ông Trump là bị báo chí cánh tả nó quánh cho tơi tả, bị đẩy xuống còn có 42%. Bây giờ Joe Biden còn thấp hơn nữa, 38%. Do đó, nếu mà ông ta tiếp tục cái thái độ nhu nhược này, thì cái điểm của ông ta vẫn tiếp tục rớt. Trừ phi là ông ta cứng rắn, toàn diện với Trung Quốc, thì ông ta mới nâng được cái điểm được lên trở lại. Còn bây giờ mức tin tưởng ông ta chỉ còn dưới 38%, có nghĩa là 62%. Không đồng ý và không tin tưởng vào khả năng lãnh đạo của ông ta. Con số cao nhất từ đại diện thế chiến đó quý vị. Nha. Rồi.
Trung Quốc càng hăm dọa thì Hoa Kỳ càng chứng tỏ thái độ của mình, thử coi Trung Quốc có giảm giảm bắn rơi máy bay không. Tôi thì không nghĩ Trung Quốc làm chuyện đó, nhưng mà tôi nghĩ rằng là họ sẽ ra tay ở một phần nào trong các cái đảo do Đài Loan quản trị. Có thể cái hành động quân sự mạnh nhất của họ là cỡ đó thôi. Tôi không nghĩ họ dám trực tiếp tấn công tại đảo quốc Đài Loan. Nhưng mà Tập Cận Bình bây giờ thì ông ta xem đây là một cái thách thức lớn về quyền lực của ông ta, hay sẽ là một cơ hội thống nhất quyền lực, tùy theo cái quan điểm của ông ta. Với tôi, nếu tôi đứng vào vị trí của Tập Cận Bình thì tôi chắc chắn sẽ lợi dụng cơ hội của bà Pelosi tấn công đảo quốc Đài Loan để mà tôi thâu tóm tất cả quyền lực trong tay của mình trước, nếu tôi là Tập Cận Bình. Nhưng mà nếu Tập Cận Bình ngậm, gọi là ngậm trái đắng, ngậm bồ hòn, không dám lên, không dám có hành động quân sự, thì coi như cái hội nghị Bắc Đế Hà này họ sẽ đánh giá Tập Cận Bình không đủ khả năng đương đầu với Mỹ, họ sẽ chọn người khác. Do đó quý vị, tùy theo quan điểm của Tập Cận Bình, lần này ông ta sẽ chọn quan điểm cứng rắn hay là nín thở qua sông. Mà nếu nín thở qua sông thì coi như ông ta đánh một ván bài gọi là năm ăn năm thua trong quyền lực của ông ta. Nhưng nếu ông ta khởi động cuộc chiến thì tôi chắc chắn là trong vòng 24 tiếng ông ta sẽ thống nhất toàn bộ quyền lực. Tại vì khi chiến tranh xảy ra, trong vị trí chủ tịch nhà nước là tổng tư lệnh quân đội, ông ta có quyền hiệu triệu quân đội và buộc tất cả các trung tâm chỉ huy đều nằm dưới quyền lãnh đạo của tổng tư lệnh quân đội. Thì quý vị chưa biết như thế nào nha. Rồi tiếp tục. Wow, anh Phong mới xem Phượng Mai Official xử án, nhân vật nào cũng ra vào vai hết, mong anh và Phượng Mai sẽ có nhiều vụ án như vậy nên xử tiếp nha. Hy vọng quý vị sẽ đón chào cái clip này và nhìn ra được cái ý của tôi. Quý vị sẽ nhìn ra được không phải nó chỉ vui không, mà tôi đang phản ảnh cái gì. Trong đó quý vị đừng quên cái bản nhạc ở sau cuốn phim, ở sau cái hài kịch. Bản nhạc đó rất phù hợp cho vở kịch luôn. Tôi đưa lên trở lại. Thì quý vị, thì đó là một trong những cái nên nhớ, coi cười thì đúng, nhưng tôi đang phản ảnh cái gì nha. Cái đó thì tôi sẽ tổ chức một cái cuộc nói chuyện vào ngày thứ bảy cuối tuần để quý vị tha hồ bình luận về cái vở kịch nha. Rồi tiếp tục, bà ghé Đài Loan thử coi Trung Quốc dám làm gì. Tôi nghĩ rằng đánh giá rất là cẩn thận, đừng có cái kiểu làm mẫu. Thì bà Nancy Pelosi là một nhân vật lão luyện về chính trị, bà ta biết tính toán. Quý vị nên nhớ, bà thắng cử lần đầu tiên năm 1989, lúc mà Trung Quốc có cái hành động đàn áp ở Thiên An Môn là bà thắng cử. Năm 1993, bà là người khởi động cái phong trào ủng hộ cho phong trào nhân quyền tại Trung Quốc từ dưới thời của Giang Trạch Dân. Và lúc đó bà là người đã xách động cuộc biểu tình chống Giang Trạch Dân qua thăm Mỹ dưới thời của Bill Clinton. Thì quý vị, bà là một con cáo già chính trị, một người lão luyện về chính trị, và đồng thời bà cũng là một người mà tôi nghĩ rằng là bà tính toán rất cẩn thận trong các bước đi chính trị của bà ta. Do đó, việc mà bà ta ghé Đài Loan là một sự tính toán rất cẩn thận cho cái xu hướng và cái tư thế của Hoa Kỳ. Bà không thể để cho cái cách nhu nhược của ông Joe Biden làm mất cái nỗ lực của Hoa Kỳ khi chuyển trục về Á Châu. Thật sự quý vị, chuyển trục về Á Châu, cựu Tổng thống Donald Trump là người đã lắp đặt tất cả các hạ tầng cơ sở. Nhưng nó khởi đi từ dưới thời của Obama. Nhưng mà Obama cũng giống như Joe Biden rất là sợ đụng Trung Quốc. Do đó Obama chỉ lập ra cái TPP, tức là cái Trans Pacific Partnership, là một cái lực lượng kinh tế đối trọng với Trung Quốc. Chứ Obama không dám có những cái hành động quân sự đối đầu với Trung Quốc. Do đó cái ý tưởng mà chuyển trục Á Châu nó đã có dưới thời Obama nhưng không làm gì được hết, do sự bất lực của Obama. Riêng dưới thời của ông Trump thì ông Trump đã lắp đặt tất cả những hạ tầng cơ sở về kinh tế lẫn quân sự để mà đối phó với Trung Quốc. Thì ông đã lắp đặt tất cả những cái cần thiết rồi quý vị. Và bây giờ Joe Biden chỉ có theo cái đó để phát triển thêm thôi. Nhưng mà ông ta dậm chân tại chỗ. Cho nên tôi nghĩ rằng bà Pelosi lần này bà đánh giá được là có thể đây là cái cơ hội để mà thúc đẩy các quốc gia ở khu vực có thể nhào vào hỗ trợ cho ông Joe Biden trong cái chiến lược chuyển trục. Do đó chuyến đi của bà, một công hai việc. Đương nhiên là vẫn
Tôi nói là đương nhiên là vẫn thúc đẩy cái việc gọi là lấy uy tín cho đảng Dân Chủ, nhưng về mặt đối ngoại vẫn quan trọng hơn, tức là phải thúc đẩy các quốc gia tin tưởng vào Hoa Kỳ. Lần này bà đi hai quốc gia, quý vị, hai quốc gia Đông Nam Á là hai quốc gia còn đang hai hàng, Malaysia và Singapore. Bà muốn củng cố niềm tin đó. Do đó quý vị, chuyến đi của bà Pelosi đối với tôi là một chuyến đi rất quan trọng. Nó sẽ tác động chính quyền Joe Biden cứng rắn hơn với Cộng sản Trung Quốc nha. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều cho sáng ngày hôm nay. Quý vị nào chưa xem cái hài kịch nên qua bên Phượng Mai Official xem cái vở hài kịch này nha quý vị. Bởi vì tôi làm cái hài kịch này rất là vui để cho quý vị có thể gọi là nhẹ nhàng và hiểu được cái xã hội của Việt Nam, cũng như là cái có cái clip của độc tấu Cà Phê Sáng của nhạc sĩ Trần Chí Phúc cũng đã có. Hy vọng quý vị qua đó xem. Rồi cuối tuần này chúng ta sẽ thảo luận về cái vở kịch này để bắt đầu có thêm những vở kịch mới hàng tuần gửi đến cho quý vị để quý vị có thể nhẹ nhàng hơn, đồng thời phản ảnh về mặt xã hội rất là nhiều. Cảm ơn tất cả mọi người và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!